Rồi, hello, xin chào anh em. Thì trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại là về cái con game poker trên dưới. Này, câu nói nhân gian là con game lật bài nha anh em ơi. Ok, trải nghiệm lên thôi. Con này thì nạp hút rất là ok. Rồi, giờ mình sẽ chơi theo cái phương pháp là tỷ lệ thắng cao thì mình sẽ không đánh, mình sẽ đánh cái tỷ lệ thắng thấp. Nhưng mà đồng nghĩa với cái tỷ lệ thắng thấp là gì anh em biết không? Là khi mà anh em thắng này mang rất là nhiều. Đây, giờ mình ví dụ cầu sau cho anh em xem nhá. À, đây ví dụ như là con J nè anh em. Anh em có thể thấy là trên con J là chỉ có con Q với con K và con A đúng không? Nên là x4 là nè anh em. Và dưới có là nhiều con nên chỉ có x1. Đó. Mình sẽ chọn là cứ trên anh em nhé. Đó, thấy chưa? 416k rất là phê luôn. Rồi 6 mình đánh dưới này. Đấy, 4 tiếp này. J trên này anh em. Con này thì cầu kỳ rất là dễ kiếm tiền luôn. À, anh em có thể tham gia trải nghiệm thử nhé. Đấy. Anh em nói chung là mấy cái tay thua thì anh cứ mặc kệ đi, cứ đánh tiếp tục. Bởi vì cầu này thì chỉ cần một tay thắng thôi là anh em có thể gỡ gạc được rất là nhiều tay thua luôn. Rồi mình gấp 200 lên mình đánh nha anh em. Rồi rất là phê luôn, 5 mình đánh dưới này. Đấy, gà 3, sạc 3 mờ mấy rồi anh em nha. Vốn hôm nay của mình mang vào là gần 9 lít. 6 đánh dưới này. Rồi ok, tiếp này, 4M rồi anh em ạ. 4M rồi anh em ạ, 5M rồi anh em ạ. Quá là phê pha luôn. Đấy, anh em có thể trải nghiệm cái con game poker trên dưới này qua phần bình luận nha. Con này thì theo mình thấy như là nạp hút của nó chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 phút thôi, rất là dễ kiếm tiền cho anh em luôn. Rồi ok, quá phê pha luôn. Mình tăng lên 3 lốp mà đánh cho nó phê nhá. Ai như 4 là mình đánh dưới này. Đó, 1M8 thấy chưa anh em, cực kỳ đã luôn. Rồi 9 mình đánh trên này. Rồi hụt thì thôi nhá, kệ anh em ơi. Rồi 4 đánh dưới này. Đấy chà, 5 dưới này. Rồi bắt đầu bây giờ khó dần rồi. Di đánh trên này. Rồi ok, thấy chưa. Một tay rồi gỡ được hết lên mà. Rồi 8 á, 8 nha. Nếu mà anh em gặp cái cầu 8 này này, tức là nó hòa hai bên thì anh em chọn đại nhá anh em. Anh em chọn đại nhá. À, gì trên này. À, gì trên tiếp này. Trời ơi, lên không được. 10 trên này. Rồi, ok. 4 đánh dưới này. 2 phát nào. Trời ơi. Đấy, anh em đã thấy là rất là easy game đúng không nào. Cầu kỳ đồ thì đơn giản thôi anh em ơi. Đấy, lại chốt tiếp 900. À, rất là đã ha. 1M8 này. Trời ơi, ok quá. Rồi 10M này. Đấy, khá là phê luôn. Gì trên luôn. Rồi khá là phê luôn. 10 trên tiếp nhá. Rồi trên A phát nào. Đấy rồi. Quy mà ra A thì quá ngon. Quy ra A thì quá ngon rồi anh em. 4 ra 2. Cực kỳ phê. Nói chung thì con bài kinh phân này mình cảm giác là cực kỳ phê anh em ạ. Đấy, chọn 4 ra 3. Còn cái gì nữa. Trời ồ. Đấy, kiếm tiền rất là ngon đúng không anh em. Chỉ trong vòng 4 phút thôi. Đánh là nhiêu đây rồi. Ok, nâng lên 5 lít đánh cho nó sướng anh em nhé. Đấy, kiếm tiền đang ngon thì việc gì mà mình không đánh tiếp đâu anh em. Rồi, 2M này. Đấy, thơm chưa? 5 dưới đi. 2M tiếp luôn. Ồ, thơm quá. Xong video này thì tiến hành rút thôi anh em ạ. Hai mấy dít rồi, sắp lời một con AB rồi. Hai à, giờ hai thì không thể nào đánh dưới, bắt buộc phải đánh trên rồi. Hai chọn đen đi anh em. Đấy. Cho nó ngon ngon xíu. Chín trên này anh em. Bảy dưới đây. À, hai mấy mờ rồi. Đây, anh em cảm thấy là cầu này đi rất là ngon ăn luôn anh em nhá. Cực kỳ ngon ăn luôn. Đây, đây là clip mà mình chỉ đánh vỏn vẹn trong 5 phút dành cho anh em xem thôi. Tiền thì rất là phê, đúng không?
7 dưới này, 5 dưới này. Ui sổ, gì chơi này, quy cái này, AK luôn, ngon anh em. Đấy, được chưa? Clip hôm nay là review cho anh em thấy đấy, là cái con game này nó cũng khá là ổn áp, chơi cũng kiếm tiền rẻ này, anh em có thể tham khảo nha, tham khảo qua phần bình luận nha. Rồi, ok anh em ơi, rất là ngon rồi, hẹn anh em ở các video sau nhé, rồi mình tiến hành rút tiền thôi.